Nam nhi chân đạp đất con đầu đời chơi, sao phải sợ hiểm nguy. Dù hồ sai ta vẫn thế chẳng bận lòng cứ bình. Nếu mày nghĩ mày là vàng thì mày sẽ là vàng. Còn mày nghĩ mày là rác thì mãi mãi chỉ để cho người khác dẫm đạp lên đầu mà thôi. Khó khăn muôn vàng ôm đau thương ta đây chẳng một lời tha thán. Giỏi. Ngước mắt lên nhìn trời hỏi đời này sao gieo bao trái ngang để huynh thương ta. Sóng gió xô ngập tràn chẳng cần vội vàng, anh em đồng lòng vượt nạn gian nan. Giữa bao giông mệt mù vài lần vì gánh. Nếu mày muốn suốt ngày đi hốt phân của người khác rồi đưa lên mũi hửi khen thơm, đó là chuyện của mày. Đừng bắt người khác phải làm theo. Anh em kề cạnh dù ngàn thương đau, nguyện chết không quay đầu. Chân tàu ba trong có thần linh khi đạt cánh bay, huynh đệ là phải sống trong nghĩa tình. Một lời nói ra là phải nhất không phủ định, dẫu để đưa ta vào thế khó nhưng quyết không bất chung bất tính. Có những thứ tình cảm ta không đong đếm được bằng tiền, coi nhau là anh em đừng để đồng tiền nó làm phiền. Vật chất thì dễ mua, bạn bè thì dễ kiếm, nhưng nợ ân tình thì phải trả, bởi vì chi kỷ ở trên đời này nó dễ tìm. Và khi mà anh em đang nguy khó phụ cọp luôn, kề bên này người bạn hiền đừng lo. Mình nghe khi ba nhau tiền tài mất hết chẳng sao, dù là bữa cháo bữa nào cuộc đời nghèo khó cũng có sao. Sống chết có nhau là lời hứa nghĩa tình, là kết nghĩa huynh đệ chúng ta phải luôn với chữ tín. Có phước cùng hưởng, có hại thì cùng nhau, dù được cùng chức làm hại tao quyết không quay đầu. Tao nhịn. Nhưng một khi đã đụng tới anh em của tao, đừng trách sao tao ác. Dù họ sai ta vẫn thế chẳng bận lòng, cứ bình tâm nhẫn nại. Hôm nay tôi đến đây là để đòi lại sự công bằng cho thằng Thắng em trai tôi. Khó khăn muôn vàn ôm đau thương ta đây chẳng. Anh đừng có động đậy gì mấy em cái. Thở than, ngước mắt lên nhìn trời hỏi đời này sao gieo bao trái ngang để huynh thương ta. Sóng gió xô ngập tràn chẳng cần vội vàng, anh em đồng lòng vượt nạn gian nan. Giữa bao giông mệt mù vài lần vì gánh. Hay sang giàu chẳng rời xa đâu, anh em kề cạnh dù ngàn thương đau, nguyện chết không quay đầu. Ngước mắt lên nhìn trời hỏi đời này sao gieo bao trái ngang để huynh thương ta. Sóng gió xô ngập tràn chẳng cần vội vàng, anh em đồng lòng vượt nạn gian. Bao giông mệt mù vài lần vì gánh 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 ghép nhau, lòng nặng mang nỗi sầu. Nếu mình làm gì cũng nghĩ cho bản thân mình thì ai nghĩ cho người khác? Em nói anh nghe, cuộc đời của mình là của mình, mình phải tự quyết định. Trên đời này không ai trách nhiệm và bổn phận phải lo lắng cho người khác hết. Không quay anh em tương trợ không tương tàn, thà là chết trong nguy hoạn còn hơn sống cả đời bất an. Đầu không được cúi cho dù xương cốt gãy nát, anh em cùng tiến cùng lui sống một cách vẻ vang. Dù ta không sinh ra cùng năm cùng tháng, nhưng đã luôn bên cạnh nhau những lúc cơ hàng. Tìm thấy được chân tình lúc ta gặp hoạn nạn, lòng khắc cốt ghi tâm dù núi đau hay biển lửa, ta quyết không quay đầu. Tôi là Phúc, tự là Phúc Cẩm.
bài thua hết triệu mấy. Ai kêu mày ngu, tao kêu mày ăn rồi nghỉ đi không chịu. Cay gì chị. Ê, vợ mày. Thôi dừng đây được rồi. Sao dừng đây, không để ba dẫn vô nhập học luôn. Con tự vô nhập học được, ba không cần vô đâu. Chiều ba đón. Chiều con tự về được. Con làm ba lo đó. Lúc trước không có ba, con cũng tự đi học mình vậy. Con tự lo được. Vậy chiều nhớ về sớm, ba làm cà ráng. Mệt quá à, ba nói nhiều ghê á. Khoan. Tối nay có đồ chơi rồi đó. Để tao. Anh cầm tiền ăn vặt, ăn một tháng nha. Cảm ơn. Có gà cho anh chưa? Mà nằm đó vậy? Ủa? Đi chợ về sớm trời. Em đợi anh về nói cho anh vụ này. Vụ gì? Quan trọng hơn con gà nhiều. Mấy nay em nghiên cứu tin tức thời sự, em phát hiện có rất nhiều vụ mất tích ở cái khu này. Cái chuyện mất tích thì ngày nào mà chả có. Anh với mày còn thấy nhiều vụ còn kinh khủng hơn như vậy mà. Làm gì mà phải ngạc nhiên vậy? Trời ơi, anh không biết cái gì hết trơn á. Ví dụ như mất tích một người á thì mình còn thấy bình thường. Cái này mất tích hàng loạt mà toàn cô gái trẻ đẹp không. Anh thấy sao? Hả? Rồi mày muốn làm gì? Trời, anh nói làm sao vậy? Bây giờ mình kiếm cái vụ nào đó ngon ngon ha. Cái mình nhảy vô, mình giải quyết, mình giải cứu. Cái mình lấy tiền, mình xài giống như đó giờ mình làm á. Nè, bỏ cái suy nghĩ làm việc tốt để trục lợi đi nha. Với lại con bé Hân nó đang ở nhà, khi nào nó về với mẹ thì mình tính tiếp. Anh không muốn để vợ con anh lo lắng. Thành cao quá. Thì anh nói làm sao em nghe anh vậy. Mà với lại ngoài tiền ra em còn tính là giải cứu mấy cô đó, biết đâu gậy tương lai em nằm trong đó hay sao. Ờ, xin nằm mơ giữa ban ngày đi mày. Vậy em ngủ đi nằm mơ nha. Rồi mày có con gà cho anh chưa? Dạ chưa. Cái thằng quỷ này, đi đi qua bệnh nha, cô Liên lấy con gà cho. Dạ. Suốt ngày ăn với ngủ hay. Chào bạn mới. Ủa, chào mấy bạn. Mình là Hạnh, học kế bên lớp bạn á. À, sao vậy? Đi karaoke tụi mình không? À, chắc là không được rồi. Tại nay tôi có hẹn với ba tôi là về nhà ăn cơm với ba á, không khác nha. Giờ còn sớm mà, đi xíu đi rồi về. À, thôi chắc là không được đâu, buổi khác nha. À, đi, tụi này mời. À, chắc là tôi về trước, tại ba tôi ở nhà trong á. Nhà mình về đúng không? Ờ. Để tiền lại rồi mày. Ủa, sao mấy bạn kêu là mấy bạn bao tôi mà. Đúng rồi, bao mà. Mày dơ hết tiền rồi, mày trả đi. Vậy để tôi để lại phần của tôi thôi. Lục túi lấy hết tiền đó cho tao. Ê, mày làm gì vậy? Trả tao đi. Nè.
Mày đứa đang làm gì? Chú lại. Tôi là quản lý ở đây. Mấy đứa vô đây chơi mà phá phách chỗ này, tôi báo công an hết. À, nè, toàn học sinh giỡn với nhau thôi, không có gì đâu. Đúng rồi chú, tôi còn giỡn à? Giỡn. Đang giỡn. Nè. Vô đây chơi mà lạng quạng á, kêu mấy thằng lên hốt gì hết kìa chưa? Có chú. Có đâu có gì. Ê con gái, con có sao không vậy? Để chú đưa con về nhà nha. Con ở đây đi, để chú quay lại đây. À, dạ thôi. Có gì để mai con kêu ba lên nói chuyện với tụi nó. Vậy cũng được. À, trời cũng sắp tối rồi, để chú đưa con về nha. À, dạ thôi, con tự về được rồi. Không sao đâu, xe của chú đậu đây nè. Chú đưa con về, để tụi nó còn cây cứu, quay lại kiếm chuyện với con á, là phiền. Đứa này con gái. À, cảm ơn chú. Không có gì đi. Nhà con ở đâu vậy? À, dạ, nhà con ở khu Lâm Hòa. À. Con cảm ơn chú nhiều nha. Chuyện nhỏ mà, đâu có gì đâu. À, mấy cái chuyện này á, tốt nhất là con đừng nói cho ba không biết. Để không à, ba mẹ con nhà lo lắng cho con á. Con gái à? Con gái. Nè, con gái. Mình ăn trước luôn anh Phúc. Ráng đợi chút xíu đi, bé Hân sắp về rồi. Trời, sắp là giờ nào, giờ này mặt trời xuống núi luôn rồi đó. Trời đất, 5 giờ tan học bây giờ 8 giờ rồi, chưa về. Có khi nào? Đừng nói bậy mày. Chưa nói gì luôn. Đúng rồi. Đổi con xỉu. Được. Hay. Qua vậy? Đâu ra vậy? Thì của ông nội nãy giờ đâu? Được, ngon. Nhưng mà tao vẫn còn cay con nhỏ đó. Ba nó gọi. Alo. Khi nào con về? Con ông đi chơi mà không có tiền trả. Nó để điện thoại lại rồi nha. Ê, alo. Chơi tới tụi anh. Dạ, dạ mở đi. Dạ. Mình phải ông về. Ủa sao vậy anh? Alo bà xã. À, à bé Hân nó vừa mới đi với chú Thắng ra ngoài mua ít đồ. Thì mấy cái đồ linh tinh sử dụng ở nhà mà. Với lại chở nó điên vòng cho nó biết đây biết đó.
Vậy hả? Ừ. Vậy là yên tâm rồi. Em đi công tác tốt nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Bye bà xã. Đi tìm bé không thôi. Anh chưa ăn mà. Mà ơi, tao có ý này. Nói. Hôm mấy ngày mai mày đăng cái clip con nhỏ nó bị quýnh lên, cho nó nhục mặt khỏi đi học luôn. Nhưng mà nhớ à, che mặt của tao lại. Ok. Đi không? Chơi tiếp đi. Đi go. Mày làm gì vậy? Em hỏi nó con trai con gái. Thôi. Mày hỏi mày biết con trai hay con gái luôn hả? Em mà. Thôi. Ghê lắm. Chú hay quá ha. Chọn mấy người đặc biệt không à? Giỏi mà. Ê. Mà muốn biết con trai hay con gái thiệt á, phải hỏi ở dưới mới chắc. Học sinh hả? Cosplay. Cosplay là hóa trang đồ ha. Ở đâu? Ở trường. Trường gì? Trung học phổ thông. Là học sinh, cosplay học sinh. Vậy vẫn là học sinh mà ba. À thì hàng tuyển, rau sạch, đúng không? Chứ bây giờ ở ngoài làm gì còn nữa, phải vô trong đó thôi. Mà học sinh là tội nặng lắm á nha. Chú nghĩ buông người chú nhẹ tội hả? Giờ tôi thích nghĩ vậy đó được không? Nếu không thích thì thôi anh dẫn nó về. Được hết. Làm ăn mà một loại hoài chán lắm. Đảm bảo hàng ngon, rau sạch, đúng không? Với lại con bé này từ từ nó cũng lớn mà. Anh giỡn hoài. Vậy là giờ tôi phải nuôi cho tới khúc nó trưởng thành, rồi phải cho tiền ăn học, ăn giặt, rồi tới lúc nó lấy chồng, lấy vợ, rồi sinh con để cái tôi làm ông nội ông ngoại luôn. Hù. Tự nhiên đâu có con rơi con rớt người ta. Làm ăn phải đầu tư đúng không? Đầu tư cũng có lãi. Ca này khó. Ủa, nãy giờ ông thấy kinh công đâu không? Không. Em nè. Mày làm gì dữ vậy? Em nghe là anh em hỏi con trai con gái. Trời ơi, làm theo là anh không? Hẹn ngon anh, má nó con gái thiệt á. Ok ok. Tao đúng bị quả báo luôn á. Nó ngon lắm. Thấy chưa? Thằng em của chú nói hàng ngon. Nhiều đây có bằng phân nữa mỗi lần giao dịch mà. Thì nãy nói rồi, tôi cũng phải tốn công sức đào tạo nó, rồi làm thủ tục các thứ để đi nước ngoài nữa. Nhiều đây không được hả? Làm ăn với nhau có cần phải ép gì không? Đúng không? Nếu không được thì thôi. À, thôi được rồi, được hết. Ờ, chú nói sao nghe vậy đi. Ok. Vậy bán nó càng sớm càng tốt hả? Sao gấp vậy? Bộ anh ghét nó lắm hả? Không ưa. Ba nó là kẻ thù. Wow. Đúng là quân tử trả thù. Không bao giờ là muộn ha. Bớt khen. Vậy nha. Ủa cái bóp tôi đâu rồi? Ê, nãy giờ vô đây là không ai đụng chạm gì tới anh cho nghe. Ừ, đừng nhìn tôi nha, thấy tôi chui dưới đây à. Tôi không có qua bển để thấy cái bóp mình đâu á. À, tôi nhớ rồi, tôi rớt ở ngoài. Vậy nha. Rồi mày tính hửi nữa hả? Giác nó vô. Tôi đang đâu vậy? Bình tĩnh. Anh là người tốt, tôi anh là người tốt. Bình tĩnh. Tới rồi, nhẹ mày, nhẹ tay mày. Ba, tôi
giết mày. Mày giết nữa tao giết mày. Nhẹ tay giùm tao. I don't mind staying up all night, 'cause I came to get it right, and I won't leave without a fight. Out in the dark, nobody came for my rescue, and I won't come to rescue you. Out in the cold, you bring it on. Thấy không? Không, em không thấy. Anh cũng đi tìm từ trường đến đây cũng xa rồi, mà cũng không có ai thấy Hân cả. Cái con nhỏ này đi đâu rồi trời? Mà em nghĩ á, Hân mới về đây cho nên người ta chưa có quen mặt. Có thể người ta thấy, nhưng mà người ta không nhớ á. Ừ. Ủa, xe của ai vậy? Xe mượn bà Liên. Cái gì? Cô Liên mà cho mày mượn xe? Em mượn mà em đâu có nói bả đâu. Vậy sao kêu mượn? Thì thấy ba ngủ rồi, chìa khóa để đó em vô em lụm rồi em đi thôi. Tranh thủ đem về trả cho bà đi. Bà dậy mà không thấy xe bà cào nguyên cái chung cư á. Ồ. Với lại mệt thì về ngủ trước đi. Anh đi tìm thêm lát nữa. Thôi anh em mày đi chung đi. Rồi xong rồi em ghé em trả xe luôn. Ừ, về cũng được. Ơi, nín đi, khóc cũng không có giải quyết được gì đâu. Đúng rồi đó, dưỡng sức đi. Em muốn về nhà với ba. Em đi đâu mà bị tụi nó bắt vậy? Em bị bạn đánh. Nhưng sao mà có một cái chú đến cứu em? Chú nói là chú sẽ dẫn em về nhà. Xong rồi chú đưa cho em một chai nước. Em uống xong rồi em không biết gì hết. Ừ, tụi chị cũng bị y chang vậy đó. Nhiều chị ở đây bị bán qua nước ngoài rồi. Bây giờ tụi mình đợi đủ người xong rồi tụi nó cũng đưa mình đi luôn á em. Không, em không muốn đi đâu. Em muốn về nhà với ba em thôi. Ừ, mọi người ở đây cũng không có muốn. Nhưng mà mình phải sống. Phải chờ có cơ hội để thoát ra khỏi chỗ này. Em ăn đi. Nghe lời chị, ăn cho có sức nha em. Em ăn đi. Bye bye. Anh Phúc về. Hôm qua tính thức đợi anh, mà nằm ghế này dễ ngủ quá em ngủ mất tiêu. Rồi tình hình sao anh? Anh mới vào trường của bé Hân để tìm hiểu thông tin, nhưng chẳng có ai biết hết. Căng quá ta. Anh Phúc. Cái này em không phải nói gỡ nha, nhưng mà cái này là cái suy nghĩ trong em thôi. Em nghĩ bé Hân đã bị bắt cóc, và nó có liên quan tới mấy vụ mất tích gần đây. Cũng có thể. Mấy hôm nay anh linh tính có chuyện gì đó bất ổn. Thôi bây giờ anh chịu khó nghỉ ngơi xíu đi. Em coi coi có tin tức gì mới không. Anh
này phép hơn không? À. Đồng phục trường luôn nè. Má, mấy thằng chó này làm gì vậy? Em vô trường kiếm tôi đó. Khoan, anh mới ở trường về, đừng làm lớn chuyện. Hay bây giờ mình báo công an nha. Không được, anh muốn tự giải quyết chuyện này trong im lặng. Cái gì anh cũng tự hết trơn vậy anh Phúc? Nếu làm lớn chuyện thì bé Hân sẽ là người chịu thiệt thòi nhất. Khi đó các trang mạng xã hội sẽ đưa tin, báo đài truyền thông sẽ có chuyện để đẩy drama. Một cô bé 15 tuổi như Hân sẽ không thể nào chịu được áp lực. Hân còn phải trở lại trường học nữa. Nhưng mà cay quá. Rốt cuộc là có tìm tụi nó không? Có. Tìm đâu? Em xem nè. Dạ, hai anh cần gì ạ? Tôi muốn check CCTV tối hôm qua. Có chuyện gì không anh? Hôm qua con gái tôi vào đây chơi và biến mất. Tôi muốn check xem nó đã đi cùng với ai. Chuyện này để em làm việc rồi, rồi em báo với anh sau ha. Tôi cần liền. Liền thì chắc không được rồi. Tại bên em phải bảo mật thông tin khách hàng đó. Tụi mày đã bán bia rượu cho trẻ em dưới 18 tuổi chứ gì? Nếu không cho tao check camera, tao sẽ dẹp quán của mày đó. Má, mày bảo gì? Bảo gì? CCTV. Dạ, em chép. Em chép. Đừng lắm nha. Để em coi. Rồi, có anh rồi, có. Còn này nè anh. Đừng đánh em anh. Tao ra đây. Con gái tao đâu? Tía ba, không à. Nó rớt chân nó ưng đi đâu có đi chứ. Ai đụng gái không? Không á. Tụi mày đừng có giỡn mặt. Tao đã check camera trong quán karaoke. Chính tụi mày đã dắt nó vô. Em già, ông đừng tưởng lớn tiếng là tụi này sợ nha. Các con đừng đánh nhau nha. Các con này ấy họ về tội nha. Con gái của chú đâu? Tôi cũng không biết. Mà hôm qua có một thằng chạy tới rồi dắt Hân đi. Con cũng không biết đi đâu nữa. Nếu con không nói, chú sẽ báo chuyện này cho nhà trường. Tôi cũng không biết thiệt mà chú. Mà con có lấy được cái bóp của nó. Nếu chú cần thì con đưa. Còn chiếc điện thoại của Hân. Thắng. Dạ. Viết đơn xin nghỉ học cho Hân. Ok sếp. Hư lắm nha. Dẹp.
Ờ, có gì không anh ơi? À, chào em. À, anh tới đây lấy xe cho anh Lũng. Anh dặn anh là anh sửa xe ở đây, anh kêu anh tới lấy. Ờ, dạ cũng được. Anh có giấy hẹn không anh? À, anh có. Ờ, dạ đúng rồi. Đây đây, xe anh Lũng đây. À, xe này hả? Dạ dạ. À. Vậy em tính bill cho anh luôn nha. Ờ, bill xong hết rồi. Vậy anh vào anh tính tiền giùm em luôn ha. Ok. Dạ dạ. Em ơi, xe của anh xong chưa? Vô đây tính bill đi anh ơi. Làm gì vô trong đó tính tiền nữa vậy? Anh làm gì đánh tôi dữ vậy? Còn gái tao đâu? Anh nói gì vậy? Tôi không biết. Tới giờ này mà bản chất của mày vẫn không thay đổi hả Lũng? Thật sự là tôi đâu biết anh nói gì đâu. Hả? Chắc anh hiểu làm gì đúng không? Tao đã xem camera trong quán karaoke. Chính mày đã dắt nó đi. Ê, đừng đừng rồi. Tôi dẫn anh tới đó. Anh đỡ tôi dậy giùm. Tôi đau quá đứng không nổi. Đâu ra cho em đi anh. Ngày mai mày cho một chiếc xe bình thường ra trước. Khi nào an toàn rồi á thì cho chiếc xe chở gái ra sau. Ok chưa? Tao cần mày xác nhận. Em tán thành. Cảm ơn mày đã trả lời tao. Anh em, sau bao ngày chúng ta nuôi gà vất vả thì ngày mai sẽ là ngày chúng ta hái trái ngọt. Ủa, liên quan gì? Kệ. Nên là tôi cần anh em ngày mai phải thật sự nghiêm túc. Anh em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ăn cơm. Phong về nhà rất buồn vì đánh con lô 89 ra 90.
Phong đi tới đi lui, suy nghĩ, quyết định vô bếp lấy con dao ra mở cửa. Nó đó, giờ mở cửa đi qua nhà hàng xóm, chủ ông đánh đề. Cọp, mày tới đây làm gì? Con gái tao đâu? Trả con gái cho nó đi, chứ không thôi nó giết sạch ra. Mày có giỏi thì tới đây mà lấy. Thank you.
ăn thì ngày mai ăn. Bữa nay ba con nấu mấy cái này rồi, phải ăn. Không ăn thì đổ cho chó ăn hay gì? Thì cứ đổ cho chó ăn đi. Cái con này ăn nói dữ gì vậy? Được. Xấu quá. Cuộc đời con ghét nhất là cái màu này. Lúc trước không có ba, con tự học mình vậy. Con tự lo được. Mệt quá à, con nói nhiều ghê á. Người bạn yên đừng lo, mình nghĩ khi bên nhau tiền tài mất hết chẳng sao. Dù là bữa cháo bữa rau cuộc đời nghèo khó cũng có sao. Sống chết có nhau là lời hứa nghĩa tình, là kết nghĩa huynh đệ chúng ta phải luôn giữ chữ tín. Có phước cùng hưởng, có họa thì cùng nhau. Dù được cùng trước mặt vẫn nhất quyết không quay đầu. Đời nam nhi chân đạp đất con đầu đời trời, sao phải sợ hiểm nguy. Dù họ sai ta vẫn thế chẳng bận lòng, cứ bình tâm nhẫn nại. Cuộc đời ta trong bình gia, trong chữ nghĩa ân, còn lời danh chẳng mà. Khó khăn muôn vàn, ôm đau thương ta đây chẳng một lời thở than.